Dạ vâng, xin chào toàn thể của anh chị em mê đồng hồ đã đến kênh YouTube của em Tuấn Đồ Hiệu. Thì hôm nay thì em Tuấn có về và giới thiệu tới quý chị em một mẫu sản phẩm đồng hồ chính hãng đại thượng Seiko của đất nước Nhật Bản anh em nhé. Trước này thì em sẽ tay về Nhật Bản về, có tình trạng là hàng quá sử dụng, độ mới trên này nó rất là cao và máy của nó khá là mới. Bên ngoài này sẽ là một cái bóc hộp của Seiko anh em nhé, bộ riêng của sản phẩm này anh em, hộp Seiko bên trên sẽ có chữ Seiko sản phẩm này. bên trong này được bảo bóng khá là kỹ lưỡng và đây sẽ siêu phẩm của chúng ta hôm nay bên trong sẽ có đồng hồ này Ngồi ôm và đây sẽ là một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng của mẫu đồng hồ Seiko này anh em nhé khi anh em mua hàng thì anh em tham khảo và tìm hiểu về cuốn thuốc sổ này giúp em ở trên sẽ còn chữ là bộ máy auto này nhà Seiko cô máy 4 đo 57 anh em nhé của dòng Seiko này nha anh em một mã đồng hồ Seiko vuông đẹp bản nội địa nhật nha anh em nhá. Trên tay em đây đang có là một em hàng Seiko, tên gọi đồng hồ Seiko Cocktail. Một trong những mã có cái mặt dial thiết kế cực đẹp đến từ nhà Seiko em nhé Đây nói chung là một trong những cái mẫu thiết kế được thiết kế trang bị cái bộ mặt ấy là một trong mẫu đồng hồ gọi là top đầu rồi của nhà Seiko rồi. Màu mặt rất đẹp này. Thiết kế mặt cocktail nhìn nó vuông đẹp. thì cái mặt vô cùng cuốn hút luôn anh em. Bây giờ em sẽ rút ra chỉnh giờ về mùa giờ đánh nhất đồng hồ nhé. Tầm khoảng lên quanh 10 giờ 10. Đấy là mùi giờ đánh nhất đồng hồ. Đấy em quan sát được rồi Và sẽ lên chút có tay cho đồng hồ. Ở góc 12 giờ anh em thể nhìn thấy này có cái kim màu xanh chỉ thẳng lên. Đây là kim bảo sắc bảo có năng lượng em nhé. Sẽ lên chút cót này. Anh em thể quan sát bắt đầu nó di chuyển từ vạch E. Đào, xuất phát khởi đầu. Sẽ là chỉnh một chút này lên tầm 10 giờ đi. Đây, nên cái kim này chỉ 10 giờ thì sau 10 giờ nếu không được đeo và không được lạp năng lượng lên cốt thì uh, sau 10 giờ đồng hồ sẽ dừng lại anh em nhá. Là hết năng lượng hết cốt nha anh em. Một em hàng uh, Seiko Polyset Cocktail. Chiếc này thì sẽ có mã quốc tế chúng là Seiko Cocktail NSA 341G1 nha anh em. Em có tham khảo được uh, cái giá hàng mới của một số đại lý khác nhau bán thì dao động từ loại like, 10 triệu đến tầm 13 14 triệu. Hàng mới anh em nhá hiện tại trước này thì bên em đang hàng qua dụng em uh, sale anh em mức giá vô cùng dễ chơi chỉ có là số 6 triệu một chút thôi nha anh em mức giá vô hoàn hảo cho em hàng Seiko cocktail Pardeset mặt cocktail mặt bằng thép trắng vô cùng đẹp này bản dây kim loại anh em nhá dây kim loại vô cùng mới và đẹp luôn này em quan sát rõ tình trạng trước này còn rất là ngon em mang để cho anh em một trải nghiệm vô tốt về đồng hồ Seiko Nhật Bản đây là bản đồ địa nhật nữa sản xuất lắp ráp 100% tại Nhật Bản. Và anh em hãy yên tâm hoàn toàn về chất lượng. Với vòng tờ với sinh ngày hôm nay được trang bị toàn bộ phần dây và phần thân làm từ thép không gì chất thép 316L chống oxy hóa chống bài mòn trong da rất là tốt và anh em thể yên tâm hoàn toàn sử dụng và mẫu này được thiết kế với đường kính xe mặt là size 40.5 thích hợp với những anh em <laughs> có cổ tay từ 16 lên tay 16 này thì đeo mẫu đồng hồ rất là đẹp và hoàn hảo luôn tay 40.5 nha anh em mẫu đồng tay rất dễ luôn tay em là 17 em sẽ ướm lên thử, trải nghiệm của anh em nhé tay 17 này lên tay anh em nhỉ anh sang chiều vào nó lên những họa tiết vô cùng sáng và đẹp nhìn rất là mê luôn này đúng là mặt cocktail nhìn nó cực kỳ cuốn mặt kính chấp mình của em nó chỉ là một mặt kính khoáng thôi mặt kính cứng kính cong cổ lồ nha anh em nhé với mặt kính cong cổ lồ này kết hợp với cái mặt trải tiết cocktail keo nó rất to ở kia nữa thì sẽ tạo lên cho anh em những thể hiệu ánh sáng những họa tiết vùng đẹp khi anh em nhìn vào cái máy lên dial này Đây, anh thể nhìn qua video nó nhìn nó vô cùng mê này cơ mà Bên dưới góc 12 giờ sẽ có nó chữ Seiko với automatic trên trục của nó gồm 4 kim kim giờ kim phút làm thử thách không gì còn uh, kim uh, bảo con năng lượng đầu kim sẽ có một cái đầu vứt nhọn lên hình tam giác và đây là kim báo cót kim dây được kế màu xanh màu xanh này màu xanh green anh em nhé nhìn nó rất tươi mới và trẻ trung ở cuối kim sẽ có cái hình con thoi được thiết kế skeleton vô cùng đẹp góc sáu giờ đây có một ô vòng tròn đây là lịch ngày này và có kim được thiết kế là kim màu xanh green nhìn nó cực kỳ nổi luôn anh em nhé mấy ra ban nằm vào góc bên dưới 6 giờ lên bộ máy sản phẩm bên này đây à, con số thiết kế đều toàn bộ là thiết kế là cọc số vạch một số làm từ thế không gì nằm uh, theo hình dạng như con thoi anh em nhé thì nó rất là to ánh sáng chiếu vào nó phản lại những cái màu nhìn uh, rất là uh, đẹp của thép anh em nhé núm làm góc 3 giờ này trên núm sẽ có logo s sản phẩm để đủ chức năng lên cho anh em là lên con tay hay là dừng kim dây hay kim stop thì em rút ra chỉnh giờ kim dây sẽ dừng lại đây là chế độ hack stop để anh em chỉnh uh, chỉnh giờ chuẩn chỉ và chỉ xác nhất có thể dây kim loại đan sen giữa hai mắt xích được thiết kế đánh bóng loáng ở giữa ba mắt còn lại được đánh phai xước đan sen nhau nhìn nó rất đẹp và còn rất là mới khóa gấp tay đầu của nhà Seiko mặt đáy sau một sản phẩm này, này thiết kế mặt đáy lộ cơ anh em để quan sát được bộ máy 4 r 57 bên trong mẫu sản phẩm này bộ máy 4 r 57 rất là ngon mang cho anh em tận 29 chuyên kính nhé tần số dao động của nó là 2600 với thân tích là 40 giờ liền này có một số thông tin cơ bản của sản phẩm như là make in Japan bản nội địa này à, một số thông tin cơ bản khác như là bộ máy 4 mươi 57 Seiko Stainless steel theo gì và chống nước sản phẩm là 53 đối là 50m nha anh em nha và với một Seiko body set bản phiên bản cocktail ngày hôm nay thì em mang đến cho anh em một mức giá chỉ có là 6 triệu 600 ngàn đồng thôi mức giá trong ngày cuối tuần ngày hôm nay anh em nhé rất là rẻ và dễ chơi chỉ có 6 triệu 6 thôi cho phiên bản Seiko Cocktail đẹp như này mặt thì rất là cuốn luôn ạ bảo hành hậu mã cho anh em 15 năm để anh em thể yên tâm hơn này trải nghiệm mẫu đồng hồ chính hãng bên cửa của anh em nhé anh em muốn tư vấn hỗ trợ và muốn làm mẫu sản phẩm này Chỉ cần liên hệ qua số online, zalo bên em là số 05 sau tám bốn bốn sau tám bốn nhé của em cảm ơn anh em xin gặp lại anh em ở những video tiếp theo trên youtube của em ạ